trước mặt các bác đây, đó chính là X4L. Với 8 ohm ở dòng sản phẩm này đó chính là 4800W, 4 ohm đó chính là 6800W, 2 ohm ở dòng sản phẩm này đó chính là 8200W. Xin chào tất cả các bác. Có lẽ đã lâu lắm rồi chưa lên sóng để review các bác một dòng sản phẩm nào đó. Và ngày hôm nay em cùng các bác sẽ cùng nhau review một dòng sản phẩm mà em đánh giá nó là một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới. Và trong những thương hiệu hàng đầu thế giới thì nó có một cái sản phẩm mà hàng đầu của cái thương hiệu hàng đầu thế giới đó. Đó chính là thương hiệu PowerShop đến từ Italy. Với rất nhiều các bác yêu âm thanh thì thương hiệu PowerShop là một thương hiệu không quá lạ lẫm. Và đó chính là một trong những dòng sản phẩm mà những người chơi âm thanh, những người yêu âm thanh thì luôn mong muốn sở hữu cái thương hiệu này. Bởi vì nó là thương hiệu mà hàng đầu, là thương hiệu số 1 thế giới rồi. Nó đã có rất nhiều năm lịch sử và đặc biệt là có rất nhiều các hãng âm thanh hàng đầu thế giới đều lựa chọn PowerShop làm thương hiệu amplifier của họ. Ngoài mặt các thương hiệu lớn đó đều sử dụng PowerShop thì ngoài ra những thương hiệu âm thanh hàng đầu thế giới thì người ta cũng sử dụng PowerShop để OM cho các sản phẩm amplifier của họ. Tức là ngoài mặt thì các bác có thể thấy rằng là amply mặt của hãng của thương hiệu đó, nhưng bên trong chính là toàn bộ nền tảng của PowerShop, không sản xuất ở nước thứ hai, nghiên cứu và sản xuất 100% đến từ Italy. Tại sao PowerShop lại được định vị là những thương hiệu hàng đầu thế giới? Bởi những yếu tố như sau. Cái điều đầu tiên là toàn bộ dòng sản phẩm PowerShop này thì đều sử dụng những linh kiện đó chính là tốt nhất của thế giới. Khi họ sử dụng những linh kiện hàng đầu thế giới rồi thì đương nhiên cái độ bền bỉ và chất âm thì vô cùng hay. Các bác có thể xem những các bác mà yêu âm thanh và chơi những đồ hi-fi và high-end ấy, thì đầu tiên là các bác sẽ sưu tầm một chiếc loa rất hay và sau đó là các bác đi lựa chọn cái âm ly nào đó nó phù hợp để giúp cho cái loa đấy nó đánh ra được cái tiếng nó hay. Thì quá trình chơi hi-fi và high-end vô cùng là phức tạp. Khi chúng ta có một đôi loa hay rồi nhưng mà không có âm ly hay thì chiếc loa đó vẫn dở bình thường. Nhưng ngược lại, chúng ta có một đôi loa vừa phải thôi nhưng chúng ta có một con âm ly hay thì đương nhiên cái loa đấy cũng sẽ thể hiện ra vô cùng hay. Trong PowerShop có rất nhiều các series cao cấp và nếu các bác có thể xem trong xuyên suốt thời gian vừa qua thì bên em đã lắp rất nhiều các cấu hình của PowerShop T-Series, gồm có T304 và 604. Và ngày hôm nay em muốn review đến tất cả các bác một dòng sản phẩm và đây là dòng amplifier cao cấp nhất của PowerShop. Và trong PowerShop là thương hiệu hàng đầu thế giới thì trong thương hiệu hàng đầu thế giới có sản phẩm hàng đầu của PowerShop và trước mặt các bác đây đó chính là dòng sản phẩm PowerShop X4L. Trước mặt các bác đây đó chính là PowerShop X4L. Cảm ơn hai anh em. Đây là một sản phẩm mà dành riêng cho dự án và sản phẩm này đương nhiên rồi, khi nào có dự án thì mới được pre-order từ PowerShop về. Xin mời các bác cùng xem qua PowerShop X4L. Đây là một dòng sản phẩm cao cấp nhất của PowerShop. Đó, đầu tiên cái hộp chúng ta rất là nặng. Xin mời các bác cùng nhau xem một vòng. Đây. Nó không có chữ Made in Italy nhưng mà các bác có thể thiết kế từ nhà máy và sản xuất tại nhà máy của Italy, Made in Italy. Đó, bình thường chúng ta sẽ dùng từ Made in Italy nhưng mà đây là vừa thiết kế vừa sản xuất tại Italy. Và toàn bộ dòng sản phẩm PowerShop thì không sản xuất tại đất nước thứ hai mà 100% sản xuất tại Italy. Và bây giờ em cùng các bác sẽ cùng nhau bóc sản phẩm này ra, chúng ta cùng tham quan qua nhé. Mà các bác đây, đó chính là PowerShop, nó khá là nặng. Đây, đây là bên trong, bên em đã test qua và bây giờ thì chúng ta cùng nhau tháo qua. Trong hộp hướng dẫn của chúng ta, đầu tiên là chúng ta có hai cái găng tay màu trắng rất đẹp đó, để chúng ta đi vào để chúng ta lắp đặt cái này. Nhưng mà thực tế thì trong quá trình mà anh em thi công thì rất là nhanh nên là chắc là cái này nó sẽ khiến mình bị vướng víu. Bộ sách hướng dẫn sử dụng và đặc biệt là sản phẩm này được bảo hành vô cùng kinh khủng, đó chính là
5 năm cho dòng sản phẩm này. Trước mặt các bác đây, đó chính là một CQ riêng dành cho một sản phẩm này. Bình thường như các sản phẩm khác thì khi người ta ra cả một lô thì người ta kiểm định cả một lô đó và người ta cấp chứng nhận, tức là làm một tờ chứng nhận cho cả một lô hàng, ví dụ như là vài trăm hay vài nghìn con. Nhưng với PowerShop thì lại ngược lại hoàn toàn. Mỗi một tờ CQ chất lượng, chứng nhận chất lượng này dành cho một sản phẩm đó. Tức là trên này có mã vạch của riêng sản phẩm này, tức là PowerShop họ làm rất cẩn thận, tức là mỗi sản phẩm người ta đánh giá chất lượng riêng ở trên sản phẩm đó, tức là một sản phẩm, một tờ chứng nhận. Và mỗi một sản phẩm thì nó test riêng cho một cái tờ này. Bình thường là một tờ này người ta sẽ làm cho cả một lô hàng, nhưng với PowerShop thì một sản phẩm người ta làm một tờ giấy chất lượng riêng. Và trong này thì có đủ các loại thứ tiếng, nhưng tiếc rằng chưa có tiếng Việt. Vì thị trường Việt Nam chúng ta là thị trường khá nhỏ bé, nên là chúng ta không đạt được sản lượng lớn, nên là sẽ không có được cái tiếng Việt. Trước mặt các bác đây, đó chính là tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Và dòng sản phẩm này là một dòng sản phẩm gần 10.000 W trên một kênh. Và đương nhiên như vậy rồi, một công suất rất lớn như vậy thì nó sẽ phải chạy điện 3 pha, nên là cái dây của nó thiết kế cũng vô cùng đặc biệt. Tạm thời chúng ta sẽ cất giấy và găng tay đi. Trước mặt các bác đây, đó chính là X4L. Đây là một cái khuôn mặt rất là đẹp đúng không ạ? Xin mời các bác cùng ngắm nhìn một vòng dòng sản phẩm cao cấp nhất. Đây cũng chính là một dòng sản phẩm duy nhất của PowerShop sử dụng 2U. Bình thường các sản phẩm khác các bác phải nhìn, đây là 1U này. 1U. Đó, đây là chúng ta sử dụng 1U. Còn đây là chúng ta, đây là sản phẩm duy nhất mà chúng ta sử dụng 2U. Đây. Và toàn bộ dòng sản phẩm này chúng ta sẽ không có nút bấm các bác nhá, không có nút xoáy các bác nhá. Bình thường những các sản phẩm khác các bác sẽ có nút xoáy đúng không ạ? Nhưng dòng sản phẩm này chúng ta không có, bởi vì toàn bộ dòng sản phẩm này sử dụng công nghệ hàng đầu thế giới bây giờ, là chúng ta không sử dụng là nút xoáy, bởi vì toàn bộ cái phần này chúng ta sẽ điều chỉnh và setup ở trên hệ thống phần mềm. Ở đây chúng ta sẽ có những nút bấm và biểu tượng logo của PowerShop, và đặc biệt là đây là hệ thống tản nhiệt. Đó. Cái hệ thống tản nhiệt của thằng này khá là đặc biệt. Đây, xin mời các bác cùng xem. Đó, đây là cái hệ thống tản nhiệt của nó. Mặt trước là mặt giao diện và bên trong này chính là lấy gió từ phần bên phía bên trong. Ở đây gió lấy từ phía dưới này hút vào đây và đẩy phía dưới và ở bên dưới đây. Đó, chúng ta có một dạng xương cá ở đây để chúng ta lấy gió vào để làm tản nhiệt. Chúng ta quay lại tiếp tục ở phía sau. Xin mời các bác cùng xem. Đây là rắc nguồn 3 pha để cung cấp cho con âm ly này. Các bác hình dung rằng là nếu như với 2 ohm là hơn 10.000 watt trên một kênh, và chúng ta nhân với 4 kênh, vậy thì là chúng ta sẽ có khoảng 40.000 watt ở con âm ly này. Thì đương nhiên hệ thống cấp điện cho nó cũng phải là hệ thống rất là ok. Hiện tại thì bên em đang đấu tạm ở đây để các bác có thể là test luôn được. Nhìn nó có vẻ như là hơi phèn một tí. Đây, như các bác nhìn ở đây thì các bác có thể hiểu rằng đây là dây 3 pha này. Đầu tiên chính là đây là dây tiếp địa này, chúng ta tiếp địa để tránh sét này. Thứ hai là chúng ta có 3 pha điện vào từng kênh một, và một dây là dây mát. Đó, thì các bác nhìn như này các bác sẽ biết là dây 3 pha, 1, 2, 3 pha và một dây mát và một dây tiếp điện. Ở phía đằng sau đây các bác có thể xem, chúng ta vẫn có đường input analog truyền thống, và chúng ta cũng có 4 đường output, và đây chúng ta có một đường chắc là output tổng. Bản thân em thì chưa tìm hiểu kỹ về dòng sản phẩm này. Chúng ta có 2 quạt tản nhiệt. Và đây là phần chúng ta connect để chúng ta setup cũng như là chúng ta gọi các preset. PowerShop X4L đầu tiên là với 8 ohm ở dòng sản phẩm này, đó chính là 4.800W. Đây là một thông số công suất mà hầu hết rất ít, rất hiếm, phải nói là rất hiếm các đơn vị làm âm thanh tạo ra được cái thông số như thế này. Ở 8 ohm là 4.800W. Nếu như ở 4 ohm mà 4.800W thì chúng ta có thể là thấy khá nhiều rồi. Nhưng ở 8 ohm 4.800W thì cực kỳ hiếm. Và cái điều đặc biệt đó chính là ở 4 ohm đó chính là 6.800W. Thì các bác có thể thấy rằng đây là một dòng sản phẩm vô cùng gọi là uy lực, và gọi giống kiểu như là Lý Đức vậy. Và cái điều đặc biệt ở dòng sản phẩm này đó chính là nó xuống được 2 ohm. 2 ohm ở dòng sản phẩm này đó chính là 8.200W. Bản thân em rất tò mò về dòng sản phẩm này, và em quyết định rằng chúng ta sẽ cùng nhau khui con này ra, bóc con này ra để chúng ta nhìn bên trong nó như nào. Bản thân em cũng rất tò mò về dòng sản phẩm này. Có lẽ từ trước đến nay em chưa bao giờ bóc review bên trong, rất hiếm khi. Nhưng cái dòng sản phẩm này bên em rất tò mò, thì em sẽ bóc ra để các bác cùng chiêm ngưỡng xem bên trong sản phẩm này là như nào nhé. Đương nhiên dòng sản phẩm này thì đang có rất nhiều tem của
đơn vị nhập khẩu cũng như là tem của hãng. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau bóc ra, cùi ra để chúng ta cùng nhau xem bên trong là như nào. Bởi vì sản phẩm này là chúng ta có đơn đặt hàng rồi, nên chúng ta bóc ra chúng ta xem nhé. Trước mặt các bác đây, đó chính là bên trong của power shop của chúng ta. Tại vì là máy quay thì không thể vào kỹ được, thì em đã chuyển sang điện thoại để quay phim các bác cùng xem. Hiện tại thì trước mặt các bác đây, đó chính là, nếu các bác nhìn qua thì các bác có thể nhìn được là 4 vỉ công suất tương đương với 4 kênh. Đây là mỗi một vỉ công suất thì nó sẽ phần công suất nó sẽ nằm ở đây. Đó, và đây em đoán rằng là đây là vỉ nguồn, em đoán thôi, tại vì bản thân em thì không có chiều sâu về điện tử. Thì đây em đoán rằng là cái vỉ công suất để cấp cho nó. Đó, đây là phần giống kiểu như đây là phần điện xử lý. Và đây chính là phần công suất. Đó, phần ngoài cùng này chính là phần DSP. Đó, đây. Đây là các mạch DSP. Đây, xin mời các bác cùng ngắm nhìn mạch bên trong và các linh kiện bên trong. Đó, đây là phần DSP ở phía bên cạnh ngoài. Đây chính là phần phần linh hồn của cái sản phẩm này đây. Đó chính là phần xử lý. Đây là bo mạch xử lý. Đó, và chúng ta sẽ có 4 vỉ công suất. Đây chính là phần công suất để cấp ra new trick này. 1, 2, 3, 4. 4 cái cấp ra. Đây là phần quạt điều khiển fan. Đó, đây là phần trước mặt của nó. Đây. Ở phần trước mặt chúng ta có 4 nút bấm tương tự. Đó, đây là bảng điều khiển. Phần kết nối. Đó, chắc là ở đến đây thôi, chứ còn em không bóc sâu hơn được. Em đang kỳ vọng mà bóc ra nhìn hết ruột bên trong, nhưng mà đây là cái phần tản nhiệt của nó. Đây, đây là phần cấp điện các bác xem qua này. Chúng ta có 3 pha, 1, 2, 3, mát và cái phần mát và phần tiếp điện. Đó, nó sẽ đi qua một cái cục lọc. Và sau khi đấy, nó sẽ vào trực tiếp, đây chính là 4 cầu chì này. 4 cái phần cầu chì của cái điện đầu vào, cấp điện đầu vào. Chúng ta cùng nhìn lại một chút PowerShop X4L. Đây, trước mặt các bác cùng xem một sản phẩm khá là nặng và cầu kỳ. Nhưng với cái công suất của dòng sản phẩm này, nó tạo ra 34, 32 ngàn watt. Mà để nó nhẹ được như thế này thì chắc là hiếm có sản phẩm nào làm được. Như các bác bình thường, những dòng sản phẩm 3U của chúng ta thường là mấy có 1.800, 1.900 mà bê còng lưng luôn. Nhưng ở đây chúng ta 4 kênh và mỗi kênh hơn 8.000 watt ở 2 ohm mà nhẹ được như này thì đó là một công nghệ quá tuyệt vời. Đây, xin mời các bác cùng nhau ngắm nhìn lại một chút dòng sản phẩm của chúng ta. Em chắc là chỉ bóc đến đây thôi. Và đến đây thì các bác nhìn bên trong thì các bác có thể biết rằng là cái sự công phu, cái sự tỉ mỉ của một cái hãng hàng đầu thế giới thì nó đẹp cỡ nào, đúng không ạ? Khá là chất. Nếu như bác nào mà sử dụng con này thì thôi, chắc là quá đỉnh luôn. Và bây giờ thì em sẽ thông tín hiệu nhạc và đánh thử các bác cùng xem để các bác trải nghiệm chất âm của PowerShop X4L. Ở đây em sẽ cùng test với các bác, đó chính là dòng subwoofer 136 của Pisa và S15. Đây là hai dòng subwoofer và dòng loa đang đánh ở trong 79 Club và Canalis Club. Phương Phương Thảo là một trong những ca sĩ mà thể hiện những bản nhạc nó rất là nhiều nhiều nhạc cụ. Và bây giờ đó là vocal. Xin mời các bác trải nghiệm chất âm từ X4L. Ok, lớn lên nào. Nó bung tiếng. Hôn nút đường tàu, lấy phất mưa bay. Gà vắng thưa, chưa người nào đến, chỉ một mình tôi. Bừng không tôi mơ, phố say cùng xanh với anh chung. Một bản nữa rất quen thuộc của tất cả các bác đã nghe rất nhiều. It's just right for me. I look up, down, 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 all
sitting out there waiting for me. I know somewhere, somebody, I long for somebody. Somewhere, somebody, someone to waiting for me. Someone, somebody, searching, praying. Tell me why the world. S-15. You know the street lights shining past and they waste my time. I'm just trying to catch somebody's eye, but all the shit. Toàn những bản nhạc vi phạm bản quyền, nhưng mà hy sinh về nghệ thuật để các bác cùng chiêm nghiệm. Wow. Tiếng kè cạch không? Ồ, hình như ở con này em mới nghe được cái tiếng đấy. Cái tiếng kè cạch ấy. Ồ, hay quá. Bình thường cũng test bản này khá nhiều, nhưng mà bây ở con âm ly này mới nghe được rõ cái tiếng kè cạch. Đấy, các bác nghe nó kè cạch. Ồ, có điều gì đó đặc biệt ở đây.
sự là em vô cùng ấn tượng với PowerShop X4L. Cảm giác nó giật, ôi nó phê. Cảm giác giải xúc nó đánh rất là, khoan là như nào nhỉ, không có từ nào diễn tả nổi. Nó phê, nó uy lực, và đặc biệt tiếng phun rất là rõ ràng từ những giải nhỏ. Bình thường cái vải vừa lấy em có mở các bác cũng nghe đấy ạ. Những giải rất là nhỏ thôi, nhưng ở âm ly bình thường các không nghe được. Như ở con này thì mình đã nghe rất rõ cái nhạc cụ, cái nhạc cụ đó. Wow, vô cùng ấn tượng với PowerShop X4L. Có lẽ clip ngày hôm nay đến đây thôi. Em sẽ hẹn các bác một clip nào đó khi Pisa về đủ sản phẩm subwoofer, em sẽ mang ra ngoài quật để các bác cùng trải nghiệm. Một sản phẩm mà em thực sự là vô cùng ấn tượng với PowerShop. Đây chính là con em của nó là X4L. X4 đó. Còn 604 bên em đã có lắp rất nhiều. Đây sản phẩm em của nó. Và đây, nó đây. Cảm ơn các bạn, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết chương trình. Và đây là sản phẩm em vô cùng ấn tượng. Em chỉ tiếc rằng là bây giờ chưa có đủ subwoofer để giật các bác. Em muốn rằng khoảng 4 con quật chắc là lúc đấy nó mới phê được. Hẹn các bác clip chi tiết hơn nữa về dòng sản phẩm này.